Ok, chào các bạn đã quay trở lại kênh nha. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua nha. Thì các bạn nếu mà cái nội dung kênh có ích, các bạn hãy bấm một follow để ủng hộ kênh nha. Thì mình sẽ chia sẻ kiến thức thực tế về lâu sau này nha. Thì bất kỳ mình gặp cái bệnh nào mà mình nhận sổ, mình sẽ chia sẻ với anh em. Tại vì lý do vì cho dù các bạn trang bị kiến thức mà nó cho dù là cơ bản hoặc là chuyên nghiệp, các bạn nếu mà các bạn không có tiếp cận với các cái bệnh thực tế thì các bạn sẽ không có thể nào mà sửa chữa được nha. Cái này là mình nói có chứng cứ nha các bạn, mà mình cũng có mấy đứa bạn học có bằng cấp ở trong trường ra luôn các bạn, nhưng mà khi mà sửa chữa không sửa chữa được các bạn, thì đơn giản là chưa có tiếp cận với thực tế thì không sửa chữa được. Cho nên mình làm các clip này cũng bám sát vào các cái kiến thức cơ bản thôi, mình nói một cách dễ hiểu cho các bạn hiểu nha. Thì cái âm ly này, cái mạch âm ly nó bị nhạt tí nha các bạn, nó nhạt tí như thế nào thì mình sẽ cấp nguồn thử cho các bạn sẽ nghe nha. Các bạn lưu ý là mình cấp nguồn phải có một cái bóng đèn tải nha các bạn, mình không có một bóng đèn tải, lỡ mình có đấu nhầm dây hoặc là mạch nó có chạm chập thì nó sẽ nổ mạch nha. Đây mình mở nhạc lên nha. Đấy, nó nghẹt tiếng là nó sẽ như thế này nha. Thì cái này mạch này đơn giản thôi các bạn, nó bị hở chân chỗ này nè. Cái chân này nó có điện trở để định thiên cho cái con. Nói chung là nó có điện trở này nó sẽ giúp cái con này hoạt động. Đây. Đấy, nó nếu mà cái con điện trở này nó đứt á thì nó sẽ không hoạt động nha. Thì nếu mà sao các bạn có gặp cái tình trạng như thế này, các bạn cứ tháo hai con này ra, bạn đo coi nó còn sống hay chết. Nếu mà chết các bạn thay, nếu mà sống thì các bạn kiểm tra các cái điện trở xung quanh. Đây là con điện trở của nó nha. Đây. Thì mình sẽ hàn điện trở vào cho các bạn xem nha. Ok, sau khi hàn xong cái mối này thì cái mạch điện thoại cá nó chỉ hư chỉ có bao nhiêu đó thôi nha các bạn. Nó chỉ hư ngay chỗ cái này thôi. Nó sức chân các bạn. Đây, mình mở nhạc lại cho các bạn nghe nha. Nó gần nhạt là lý do là mình rút điện ra nó xả tụ nha các bạn. Rồi ok, thì sao mà các bạn có cái bệnh mà nó tương tự như thế này thì các bạn cứ trước tiên các bạn cứ đo hai con cái con tachycardia thúc này trước nha. Đây đây một con này và đây một con. Nếu mà các bạn đo nó không chết á thì các bạn kiểm tra các cái điện trở xung quanh nha. Nếu mà gặp tình trạng như thế này thì cách đấu mà mình cũng nói lại cách đấu nguồn để cho các bạn hiểu rõ cho nó dễ các bạn nè. Khi mà các bạn cắt nguồn vào cái mạch như thế này để các bạn thử thì các bạn cũng không cần quan tâm tới cái dắt nguồn chỗ này đâu. Cái nguồn cộng á các bạn cứ hàn vào cái chân giữa của con C5-2 nha, đấu cái sọ lớn, D7-18 đấu cái sọ nhỏ. Và cái chân nguồn âm các bạn cứ hàn vào con 1943 đấu cái sọ lớn và B688 đấu cái sọ nhỏ nha. Còn các cái sọ khác thì các bạn cứ comment đi, mình sẽ hướng dẫn. Còn chân mát thì các bạn cứ hàn vào mát thôi. Và cấp tín hiệu vào, cấp loa là các bạn sẽ thử được rồi. Thì đối với các bệnh này mình khuyên các bạn nên gỡ khỏi cái bo ở trong cái âm ly nha, cho nó dễ thao tác. Thì mình đây mình có một cái cục biến áp riêng để mình sửa các cái bo này, tại đây mình sửa bo cũng nhiều các bạn. Các bạn trên mạng gửi về cũng nhiều cho nên mình có một cái bộ riêng để mình sửa chữa. Thì nói chung cái này cũng có đơn giản thôi, rất là dễ. Thì cái clip bộ nguồn này mình cũng có hướng dẫn các bạn vào bài clip này các bạn. Mà nào cần thì có thể bình luận mình làm lại nha. Đây, thì còn clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình hàn được đẹp nha, hàn được như thế mình này đi hàn thử nha, mình chưa có hàn dính luôn đâu, cái này là mình thử các bạn nhìn thấy cái mối hàn như thế này nha. Còn cái mối hàn của dinh của cái thợ trước thì mình đã mình tìm xem, hết rồi các bạn, mình hàn lại hết này, có các cái hai cái mối ở đằng trước mình có quay clip nhỏ cho các bạn xem rồi các bạn thấy không? Cho nên cái kỹ năng cơ bản nhất của thợ điện tử thì là cái kỹ năng hàn nha các bạn, cái kỹ năng điện tử cơ bản cũng rất quan trọng nhưng mà cái kỹ năng để các bạn mà nhận được đồ của khách là kỹ năng hàn nha các bạn, hàn chì nha. Các bạn không nắm được cái kỹ năng này thôi các bạn không có nên tìm hiểu về cái điện tử này đâu nha các bạn. Các bạn phải nắm chắc cái kỹ năng hàn này các bạn mà mới nên tìm mẫu điện tử nha. Mình sẽ có clip hướng dẫn các bạn hàn nha các bạn. Thì các bạn có thắc mắc hoặc cần sửa các cái bo âm thanh bo nguồn thì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Thì nếu mà mình
thì đối với cá rô này á, thì các bạn chỉ nên gửi bo về mình thôi. Nếu các bạn không xử lý được á thì các bạn gửi về mình sẽ xử lý. Nhưng mà mình chỉ khuyên các bạn nên gửi bo gửi như thế này thôi, không khuyên các bạn nên gửi nguyên cái am ly đâu, như thế nó sẽ rất là nặng nha các bạn, quá trình vận chuyển có thể nó bị hỏng. Cho nên các bạn sao mà có sửa chữa thì các bạn chỉ cần gửi cái bo này thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu đấu nối với nhau rất là đơn giản, các bạn không có gì khó khăn ở đây đã cả. Thì clip này mình kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn có cần yêu cầu chia sẻ vấn đề gì các bạn cứ để lại bình luận nha, mình sẽ thu xếp làm nha các bạn. Tại vì công chuyện nó cũng hơi bận các bạn, cho nên mình không có hứa là sẽ làm clip hướng dẫn đối với tất cả anh em được nha. Tại vì cái số lượng mà anh em mà yêu cầu nó cũng nhiều, cho nên mình cũng sẽ thu xếp sao cho nó hợp lý để mình làm clip nha các bạn. Clip mình kết thúc tại đây nha.